Đến ngày 30 tháng 11 2018 dành cho các bạn mua đàn guitar điện Dudas thương hiệu Hà Lan. Thì đàn mình đang cầm trên tay đây có hai màu, đó là màu vàng chanh và màu xanh bus. Màu xanh bus các bạn có thể xem hình kế bên này ha. Thì các bạn hãy bấm vào cái đường link mô tả trong cái video này, mình có cái đường link xem chi tiết đàn hoặc là cái comment đầu tiên, các bạn vô xem, nó có hai cái màu rất là đẹp ha. Chất lượng đàn thì chất lượng xuất khẩu mà. Giá của cây này hiện tại khuyến mãi chỉ còn 4.500.000 mà thôi, nhưng mà kèm theo cái quà tặng dành cho các bạn á, nó đến 700.000 lượt. Cái quà tặng nó bao gồm cái bao đàn 5 lớp ha, thương hiệu Amigo luôn. Đây cái bao đàn 5 lớp rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Là tới 450.000 rồi. Mình tặng cho bạn là này, dây giáp này, dây giáp Fender xịn ha, gimbal, rồi cái strap, cái dây đeo, hai cái phím nữa. Nếu các bạn mà đã có dây dắt rồi, các bạn có thể đổi qua cái bộ dây Dario, là bộ dây sinh, cũng giá trị là trên 100.000. Thì tổng là hết lên tới 700.000 rồi. Thì cái cây đàn này á, các bạn có thể chơi được rất nhiều thể loại. Thì cái dáng của nó là dáng Les Paul, hơi cách tân một tí. Các bạn thấy là cái inlay của nó là giống như cái đám mây vậy đó. Những cái đám mây này được làm rất tỉ mỉ chứ không chỉ là cắt theo một hình nào đó. Đám mây tỉ mỉ. Đặc biệt cây này nó có một cái điểm hay nữa là gì các bạn? Đó chính là đây, tức là nó không phải là full solid, tức là cái body của nó có hollow. Nhưng mà còn cái dạng mà các bạn có thể thấy một số cái cây đàn khác là nó, các bạn thấy cái khoảng cách của nó, tại đây các bạn nhìn thấy là họ làm rỗng bên trong, nó có khoảng cách luôn, còn cây này nó làm chìm. Cái dạng gọi là chamber đó các bạn, tức là vẫn có đục lỗ bên trong nhưng làm bít như thế này, làm giúp cho cái tiếng đàn nó sáng hơn. Còn điều quan trọng là nó giúp cho body cái đàn mình nó nhẹ hơn ha. Cái đàn nhẹ hơn và cái tone của nó cũng ảnh hưởng, tức là nó ảnh hưởng một cái phần ở trên này ha. Rất biệt, mọi thứ rất là chỉnh chu, mình đã setup để hết. Ở đây nó có cái split coil thì để tách ra cái từ bít cúp đôi này sang cái bít cúp đơn, các bạn long lanh hơn, nghe nó hay hơn ha. Thì cần của nó bạn thì xem phía sau đây, nó còn cái tem nhãn nè, It's Dudas ha, Holland, đây là của Hà Lan đó các bạn. Cái này số lượng nó cũng không còn nhiều, đang còn là chỉ dưới 10 cây thôi, cho nên mình khuyến mãi để giúp anh em có thể là trải nghiệm được với một cái dòng đàn sản xuất tại Engine Vina, nhưng mà chất lượng rất là tốt ha. Bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa, hãy xem demo nhé. Và các bạn hãy nhớ là bấm vào cái link chi tiết sản phẩm để các bạn có thể xem ở đó và có thể liên hệ khoa tư vấn trực tiếp của bạn, hoặc là em Toàn cũng sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn ha. Chúng ta bắt đầu nhé. Ấn nó vào
thì cái tiếng của nó khác ha, nghe nó dậy hơn. Blue, các bạn nghe cái tone blue. Tầm tiếng solo ha. Sử dụng tập tại nhà thì nói với lại là thương hiệu Amigo của bên mình thì chất lượng nó đều gần như nhau cả, đều tốt như nhau cả. Nên các bạn nếu muốn tập đàn, muốn có sở hữu một cây đàn thì mình có thể tập luyện và đi show thì cây này thực sự là nó rất là tốt trong tầm giá cho các bạn ha. Hiện tại giá khuyến mãi chỉ còn 4.500.000 mà thôi, chỉ 4.500.000 và đến hết ngày 30/11 thôi các bạn. Và đặc biệt là các phụ kiện tặng kèm cho nó rất là nhiều, từ 700.000 lận ha. Thì hãy liên hệ Amigo Guitar Shop, số điện thoại hoặc là chat vào Facebook, Zalo, các bạn có thể là sở hữu cho mình một cây đàn rất là tuyệt vời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.